À, tiếp theo thì Lê Hải xin hướng dẫn các bạn một số các kỹ thuật nho nhỏ dùng ngón tay để có thể là chăm sóc vùng quanh mắt với cả mũi. Như chúng ta đã biết thì ai bây giờ thì tỷ lệ dùng máy tính rất là nhiều, chúng ta phải dùng mắt rất là nhiều, và thứ hai là thường chúng ta hay đi ngủ muộn, tức là mắt chúng ta liên tục phải tiếp xúc với ánh sáng và làm một cái quá tải. Chính vì thế mà cái việc mà chăm sóc đôi mắt này là rất là quan trọng. Thì như bạn biết thì những cái động tác trước là những cái động tác về massage vùng cổ gáy ấy cũng là rất là tốt cho mắt rồi, vì nó cung cấp máu lên não. Và ngoài ra thì để mà làm một cách chuẩn mực hơn ấy thì chúng ta sẽ làm trực tiếp vào cái vùng quanh mắt. Thì bây giờ thì Hải sẽ hướng dẫn một số các kỹ thuật đơn giản thôi mà cũng rất là tác dụng để giúp các bạn tự mình chăm sóc đôi mắt bất kỳ ở đâu, bất cứ khi nào mà các bạn cảm thấy mỏi mệt và khó chịu. Nhất là xoa tròn quanh mắt, chúng ta sẽ dùng ngón trỏ xoa quanh mắt như này. Đó, chúng ta có thể làm ngược lại. Để tăng tác dụng của động tác ấy thì các bạn phải lưu ý này. Khi mà chúng ta miết ấy, khi mà qua cái vùng lông mày này, chúng ta phải làm mạnh này, nhẹ này, đấy, về lực nhẹ này, mạnh này, nhẹ này, mạnh này, nhẹ này, mạnh này, nhẹ này. Tránh những việc mà làm ấy cứ đều đều một cái lực như này nó không có tốt và không có tác dụng đâu. Chúng ta phải làm chậm chậm thôi, tăng lực lên, mạnh qua lông mày, nhẹ xuống. Vì lúc này mà chúng ta mạnh này thì kéo cái mắt nó sệ xuống, mắt chúng ta sẽ xấu. Chúng ta làm nhẹ thôi. Và chúng ta sẽ lúc mà đi lên, chiều lên ấy, làm mắt nó căng ra, khỏe lên, chúng ta phải đưa mạnh lên. Đấy, nhẹ. Hay nói khác, đây cũng là một cái ứng dụng một chút cái triết lý âm dương ấy, của y học cổ truyền trong việc massage. Ta lúc mạnh, lúc nhẹ. Đó. À, động tác thứ hai là chúng ta dùng ngón cái. Phần này, đầu ngón cái này. Bấm vào cái phần hai phần gốc mắt này. Ở trong đông y học cổ truyền, hai gốc mắt này nó có việc tinh minh. Minh là mắt, tinh là sáng. Dùng hai con cái tác động mạnh mẽ, đều đặn, nhẹ nhàng lên huyệt, hai huyệt tinh minh hai bên ấy, thì là chính xác ở đây này. Đấy. Thì đôi mắt của các bạn sẽ được sáng lên, tức là cái tác dụng của nó thông qua hai hệ thống. Thứ nhất là bạn mắt sao ở đây nhá, thì là các cái máu huyết sẽ lưu thông nhiều hơn, mạch máu sẽ mắt sẽ sáng hơn vì nó cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. À, nhưng mà ngoài ra nó còn tác dụng theo hệ thống kinh lạc. Tức là gì? Khi mình bấm ở đây á, kinh lạc ứ tác ở đây này, do dùng nhiều máy tính ấy, nó sẽ được giải phóng ra. Đôi mắt cho bạn thấy quang, cảm thấy quang ngay lập tức, tỉnh táo ngay lập tức. Thì kỹ thuật chuẩn mực của động tác này là như này. Để ngón tay này, dùng ngón cái bấm vào đây. Dây nhé. Mình có thể móc này từ dưới lên trên đây này. Khi bạn làm đúng ấy, cảm thấy tức á. Và thấy cái hốc này, nó có một cái hốc nhỏ ấy. Đấy là huyệt ấy. Huyệt tức là những cái hốc. Huyệt tức là những chỗ lõm. Đấy, bạn sẽ làm vào đây. Dây nhẹ nhẹ đều đều, mà muốn tăng tác dụng ấn lúc này, giữ. Đấy. Khi mà mỏi tay ấy, chúng ta có thể chuyển, chúng ta làm dùng ngón này được. Đây là biến thể của nó. Đấy. Đấy là cái động tác thứ hai. Đấy. Lê Hải bây giờ đang cảm thấy đôi mắt của mình cảm thấy sáng hơn và thoải mái hơn rất là nhiều. Động tác tiếp theo là rất là dễ thôi. Chúng ta tưởng tượng lấy cái lòng đen làm tâm nhé. Là chúng ta sẽ có bốn huyệt ở xung quanh, ở trên này, lên trên này, lên trên lông mày này, sang hai bên này, từ đây sang hai bên này, và từ lông năm xuống dưới này, và từ lòng đen vào trong. Tương đương với huyệt tinh minh vừa rồi, tôi có ba cái vị trí. Đây, trong đen này lên trên này, mình sẽ dây này. Đấy, dây nhẹ nhàng. Đấy. Nhiều người cảm giác cái đau tức ở vùng này lắm. Mỏi mắt nhiều hay đau tức cái vùng mà cái hai ngón trỏ lắm. Chúng ta dây kỹ hơn nhé. Tiếp theo chúng ta chuyển sang hai bên. Từ chỗ đuôi mắt ấy. Chúng ta tránh việc ấn trực tiếp lên xương nhé, chúng ta sẽ dịch ra ngoài này. Ấn vào cái chỗ lõm ở cạnh xương ấy, đây là xương hốc ổ mắt rồi. Chúng ta ấn ở bên ngoài, cảm thấy tức ngay.
đấy, và ở gần dưới đây, ngay dưới mắt. Thì trong quá trình học tập đấy, Lê Hải cũng gặp những cái các cái bậc thầy chia sẻ, nó có người ta chỉ dạy những cái việc xung quanh như thôi nhá, ngày nào cũng là mát sáng năm 80 tuổi, không cần phải thay tủy tinh tẩy gì hết ạ. Đấy, đấy là cái tác dụng rất là kỳ diệu của các cái hệ thống huyệt đạo, cũng như là các cái tác dụng của cái phương pháp massage xoa bóp. Đấy, và cuối cùng chúng ta sẽ làm ấm hai mắt lên, rất đơn giản thôi. Một là xoa lòng bàn tay này mạnh lên, áp lên mắt. Khi áp lên mắt đấy, chúng ta phải buông lỏng vai, buông lỏng trỏ tay, buông lỏng toàn thân đó. Chỉ phải buông lỏng như thế thì cái năng lượng nó vào mắt nhiều được. Từ từ mở ra. Đấy. Cái thứ hai, mình sẽ để tay này này, nóng nhanh hơn phần bên con cái áp này. Tránh việc đè mạnh lên mắt nhé. Đấy, chúng ta áp này. Cũng buông lỏng vai, buông lỏng tay. Từ từ mở ra. Đó. Đó. Tiếp theo là những cái kết thúc động tác mát, thì Lê Hải hướng dẫn các kỹ thuật về massage mũi. Như ta biết thì mũi là cái phần mà của cơ quan hô hấp, là nơi mà khí ra vào đấy. Và rất nhiều người bị các vấn đề về mũi. Thì bây giờ kỹ thuật đầu tiên nha, là mình sẽ day hai bên mũi bằng ngón trỏ. Nhẹ nhàng thôi. Từ dưới lên trên mà từ trên xuống dưới. Tiếp theo này, dùng ba ngón tay khum lại này, đẩy mũi từ dưới lên trên này, lên tận trên này luôn này. Cái này đặc biệt tốt cho người bị xoang. Bạn thấy da Lê Hải có thể đỏ lên. Đó. Động tác cuối cùng, đó là hai. Đó là bạn thấy không, đây hai bên cánh mũi nhá. Đây cái rãnh mũi má đây. Hai bên cánh mũi đi ra. Ở đây á có cái huyệt là gọi là nghinh hương. Nghinh tức là nghênh, nghênh tiếp. Hương thì là hương thơm. Tức là khi mà ấn vào nghinh hai huyệt nghinh hương này, như kiểu là các cái mũi chúng ta ấy sẽ nó sẽ mở ra. Tức là giúp thông thoáng mũi đấy, chữa các bệnh về tắc mũi các thứ. Ấn cái này, này. Từ đây ngang chân các mũi ra này, ấn này. Nhẹ nhàng thôi, mình ấn mạnh ấy, ấn mà mạnh quá lại tắc mũi thêm. Ấn mà vừa. Buông lỏng vai. Người thả lỏng. Tránh tuyệt đối cái việc vừa làm massage vừa gồng cứng này này. Thì chúng ta lại, cái năng lượng nó không thông được. Nhưng mà thế mình làm phải buông lỏng người. Mũi sẽ thông ngay lập tức. Vừa rồi là cái một chuỗi các cái kỹ thuật rất là đơn giản thôi, nhưng mà thực sự là rất hữu ích. Nếu các bạn có thể áp dụng nó hàng ngày ấy, đảm bảo là đôi mắt với cả mũi các bạn sẽ rất là khỏe mạnh, và hạn chế được rất nhiều các cái số lần các bạn bị mỏi mắt, căng mắt, hay là những cái vấn đề về bệnh về mũi hay đường hô hấp. Chúc các bạn thành công. Bây giờ chúng ta sẽ sang động tác khác.